Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Kyiv chuẩn bị đón đòn trả đũa to lớn của Nga, tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Kyiv braced for Russia's huge retaliation. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ukraine đang chuẩn bị cho đòn đáp trả to lớn của Nga khi lực lượng của Kyiv tiến sâu hơn vào khu vực biên giới Kherson, dù vẫn chưa rõ đòn trả đũa này sẽ như thế nào. Một nguồn tin quốc phòng cao cấp giấu tên của Ukraine nói với The Times of London hôm thứ Ba, 13 tháng 8, Nga sẽ cảm thấy cần phải đưa ra một phản ứng rất cứng rắn, một điều gì đó to lớn để cho thế giới thấy rằng họ có quyền lực toàn năng và những thứ như cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kherson sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Các câu hỏi xoay quanh việc Mạc Tư Khoa có khả năng phản ứng như thế nào sau khi lực lượng chính quy của Ukraine vượt từ vùng semi phía đông bắc nước này vào Kherson vào thứ Ba tuần trước. Người Ukraine nhanh chóng giành được lãnh thổ khi Nga cố gắng đáp trả bước tiến đáng kể nhất vào lãnh thổ của mình kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện gần 2 năm rưỡi trước. Thông điệp công khai từ các quan chức Nga nhấn mạnh rằng Mạc Tư Khoa đã ngăn chặn bước tiến của Ukraine, nhưng các báo cáo từ chính phủ Nga hôm Chủ nhật cho thấy giao tranh đang diễn ra xung quanh các thị trấn cách biên giới Ukraine tới 35 km, bao gồm cả Obshchi Kholodes. Hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã cố gắng đột phá xung quanh Kovchuk, một thị trấn nằm ngay phía đông Obshchi Kholodes, sâu trong lãnh thổ Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ gọi tắt là ISW hôm thứ Hai, 12 tháng 8 cho biết Ukraine có thể đã tiến về phía Tây và Tây Bắc ở Kherson trong vài ngày qua. Matthew Savi, Giám đốc Khoa học Quân sự tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia gọi tắt là RUSI, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở London cho biết chính quyền Nga đã rất xấu hổ và việc mất lãnh thổ cũng như di tản dân thường sẽ trở thành bằng chứng tồi tệ ở Nga rằng họ không thể tự vệ. Putin gọi hoạt động này là một sự khiêu khích quy mô lớn vào tuần trước, đồng thời nhấn mạnh vào hôm thứ Hai rằng Mạc Tư Khoa phải đẩy và đuổi đối phương ra khỏi lãnh thổ của chúng ta, theo thông tin từ Điện Cẩm Linh. Các quan chức Kyiv phần lớn tránh bình luận về cuộc đẩy mạnh xuyên biên giới, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập đến các hành động nhằm đẩy chiến tranh vào lãnh thổ của kẻ xâm lược vào thứ Bảy. Các mục tiêu chính xác của chiến dịch vẫn chưa rõ ràng, mặc dù một số người đã suy đoán rằng việc tiến vào Kherson có thể giúp Ukraine có được vị thế đàm phán tốt hơn, hoặc nó có thể tạo ra sự gần gũi của cuộc chiến với người dân Nga, trong khi Mạc Tư Khoa phải rút tài sản ra khỏi các trận chiến tiền tuyến khốc liệt nhất ở phía đông. Một quan chức Ukraine giấu tên nói với Agence France Press, mục đích là nhằm kéo dài vị trí của đối phương, gây tổn thất tối đa và gây bất ổn cho tình hình ở Nga, vì họ không thể bảo vệ biên giới của chính mình. Maria Zakharova, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm Chủ nhật rằng cuộc tấn công được thiết kế để đe dọa thường dân Nga và nó vô nghĩa từ quan điểm quân sự. Zakharova nói thêm trong một tuyên bố đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, sẽ không còn lâu nữa, sẽ có phản ứng cứng rắn từ quân đội Nga. Nguồn tin nói với The Times rằng sự trả đũa này sẽ không chỉ là 4-5 hỏa tiễn. Nga có thể bắn hàng trăm hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo, cũng như phóng máy bay điều khiển từ xa cảm tử Sahi khét tiếng, vốn đã đe dọa Ukraine kể từ những tháng đầu của cuộc chiến. Ukraine đã phải gánh chịu một cuộc tấn công trên không quy mô lớn từ Nga. Các quan chức Ukraine hôm Chủ nhật cho biết, một người cha và đứa con trai 4 tuổi đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa trong đêm vào Kyiv. Chính trị gia Ukraine Oleksiy Goncharenko nói rằng, các thành phố của Ukraine đã quen với việc bị bắn phá quy mô lớn. Tôi không nghĩ rằng sẽ có một số biện pháp trả đũa đặc biệt, ông nói với Newsweek. Ông nói, Nga có thể tăng cường tấn công một chút vào Kyiv hoặc các địa điểm khác ở Ukraine, nhưng có vẻ như Nga sẽ không tiến hành một cuộc tấn công vào Sumy hoặc tăng thêm áp lực lên các vị trí của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông. Daniel Rice, cựu cố vấn đặc biệt của quân đội Ukraine và hiện là chủ tịch của Đại học Mỹ Kyiv, cho biết Nga có thể lựa chọn tăng cường tấn công vào các trung tâm dân sự và tấn công Ukraine bằng bom lửa. Tuy nhiên,
Máy bay Nga phóng những quả bom này phải đối mặt với hệ thống phòng không cầm tay do Ukraine vận hành và những chiếc F-16 mới được giao với hỏa tiễn không đối không tầm xa, Rice nói với Newsweek. Ivan Stupak trước đây làm việc trong cơ quan an ninh Ukraine cho rằng các quan chức cao cấp của Điện Cẩm Linh sẽ không lựa chọn việc tiếp tục cuộc tấn công khốc liệt hiện tại của Nga như một hình thức trả thù cho Kursk. Ông nói với Newsweek rằng họ sẽ cần một thứ gì đó có quy mô lớn hơn và rõ ràng là một đòn tấn công mới trực tiếp vào Ukraine. Cuối cùng, Nga phải đối mặt với một sự lựa chọn rất khó khăn trong việc đưa ra một phản ứng, gửi tín hiệu mạnh mẽ tới các nước phương Tây ủng hộ Ukraine và cung cấp vũ khí cho Kyiv, đồng thời tránh leo thang công khai với NATO. Tờ Wall Street Journal hôm thứ Hai đưa tin, nhiều người trong chính quyền Tổng thống Biden không lo sợ leo thang, nhưng một số quan chức Mỹ lo ngại rằng Nga có thể tăng cường đáng kể các cuộc tấn công hỏa tiễn vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Các bước tiếp theo của Ukraine cũng không rõ ràng. Thiếu tướng quân đội Úc đã nghỉ hưu, Mick Ryan lập luận trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Ukraine có thể cố gắng giữ lãnh thổ Kursk mà họ đã chiếm giữ cho đến khi các cuộc đàm phán diễn ra, rút một phần khỏi Kursk hoặc rút hoàn toàn vào lãnh thổ Ukraine. Ryan cho biết, mỗi lựa chọn đều có mức độ rủi ro khác nhau đối với quân đội và những kết quả khác nhau. Savik của Russia cho biết, mặc dù người Ukraine đã đảo ngược quan điểm của công chúng về việc ở thế phòng thủ, nhưng có vẻ như họ không muốn duy trì một cuộc tấn công lớn trong nhiều tháng. Họ sẽ có quyết định về thời điểm tốt nhất để giao dịch trên vùng đất mà họ đã chiếm được và mục đích là gì. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine kiểm soát 74 thị trấn ở Kursk của Nga. Trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào tối thứ Ba, 13 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng quân đội Ukraine hiện kiểm soát 74 thị trấn ở tỉnh Kursk của Nga. Đó là chưa kể các thị trấn trong tỉnh Belgorod của Nga đã rơi vào tay quân đoàn tự do cho Nga, quân đoàn tình nguyện Nga và quân đoàn Georgia. Cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk lân cận bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 và đến ngày 12 tháng 8. Ukraine cho biết họ đã kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Kursk có diện tích chỉ dưới 30.000 km2, tương đương với tiểu bang Maryland của Hoa Kỳ hoặc bang Brandenburg của Đức. Trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia khẩn cấp ngày thứ Hai, 12 tháng 8, Alexei Smirnov, đại diện thống đốc khu vực Kursk, báo cáo với Putin rằng 28 thị trấn của tỉnh Kursk đã lọt vào tay quân Ukraine. Điều này đã khiến nhà độc tài Nga nổi giận. Tuy nhiên, theo các blogger quân sự Nga, tính cho đến thời điểm đó, con số thị trấn và làng mạc lớn hơn nhiều so với con số được Smirnov báo cáo. Trên một mặt trận 40 km, quân Ukraine đang tiến công theo 5 hướng khác nhau, hướng ít nhất đánh sâu 12 km và hướng xa nhất là 56 km tính cho đến hôm thứ Ba, 13 tháng 8. Tổng tư lệnh Oleksandr Sersky cho biết, chỉ trong ngày 13 tháng 8, quân đội Ukraine đã tiến thêm được 3 km và giành quyền kiểm soát thêm 40 km2 lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky cho biết, ông thường xuyên liên lạc với đại tướng Sersky về tình hình ở Kursk. Tổng thống Zelensky nói, lực lượng của chúng ta ở tỉnh Kursk đang tiếp tục tiến công mạnh mẽ. Cuộc tấn công Kursk và các cuộc tấn công Crimea có thể giảm bớt áp lực lên lực lượng Donbass của Ukraine. Tổng thống Zelensky nói thêm, các giải pháp nhân đạo cho những vùng lãnh thổ này đang được thiết lập để cứu trợ cho các nạn nhân chiến cuộc người Nga. Trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Ukraine hôm thứ Tư, 14 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ukraine Harry Tiki nói với các phóng viên rằng, không giống như Nga, Ukraine không tìm cách chiếm lãnh thổ mà muốn bảo vệ mạng sống của người dân chúng tôi. Tiki cho biết, việc Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk của Nga nhằm mục đích ngăn chặn Mạc Từ Khoa gửi thêm quân tiếp viện tới mặt trận ở Donbass và ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga. Từ khi cho biết, kể từ đầu mùa hè này, tỉnh Sumy của Ukraine đã trở thành mục tiêu với hơn 2.000 cuộc tấn công sử dụng hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, súng cối, máy bay điều khiển từ xa, 255 quả bom dẫn đường và hơn 100 hỏa tiễn được phóng từ tỉnh Kursk. Từ khi nói, thật không may, Ukraine không được phép thực hiện các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí mà chúng tôi
có để tự vệ trước nạn khủng bố này. Ông cho biết như trên ám chỉ việc Hoa Kỳ vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân gọi tắt là ATACMS để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Trò chơi đổ lỗi của Nga nóng lên khi hoạt động quân sự đặc biệt của Ukraine chọc giận Putin. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russian Blame Game Heats Up as Ukraine's Special Military Operation Riles Putin. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh. Việc Ukraine xâm nhập vào đất Nga đã gây ra một làn sóng chỉ trích quân đội ở mạc tư khoa. Theo Điện Cẩm Linh, Putin đã tổ chức một cuộc họp báo tác chiến hôm thứ Hai và nói rằng quân đội của ông cần đẩy đối phương ra khỏi lãnh thổ của chúng ta và bảo đảm an ninh biên giới. Chính quyền địa phương tỉnh Kursk cho biết Ukraine hiện nắm quyền kiểm soát 28 thị trấn trong tỉnh Kursk của Nga. Quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6 tháng 8, vượt biên giới vào vùng Kursk trước khi mở rộng chiến dịch sang vùng Belgorod lân cận. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới quan trọng nhất của Kyiv vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của mạc tư khoa bắt đầu vào năm 2022, mang lại sự thúc đẩy tinh thần đáng kể cho Ukraine và các đồng minh phương Tây, cũng như những lo ngại bên trong Điện Cẩm Linh. Putin phàn nàn tại cuộc họp hôm thứ Hai, bây giờ đã rõ tại sao chế độ Kyiv từ chối đề xuất của chúng ta về một kế hoạch giải quyết hòa bình. Đối phương, với sự giúp đỡ của các bậc thầy phương Tây, đang cố gắng cải thiện vị thế, đàm phán trong tương lai. Nhưng chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với những kẻ tấn công bừa bãi dân thường hoặc đe dọa các nhà máy điện hạt nhân của chúng ta? Ông ta nói thêm, Nga gọi thủ đô của Ukraine là Kyiv thay vì Kyiv như chính người Ukraine và các nước phương Tây gọi. Bản thân Putin đã ban lệnh bắt giữ vì tội ác chiến tranh do các cuộc tấn công vào Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tối Chủ nhật cũng đổ lỗi cho lực lượng Nga đã gây ra vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Putin cho rằng Ukraine có thể sẽ tiếp tục nỗ lực gây bất ổn tình hình ở khu vực biên giới của Nga. Điều này nghiêm trọng. Nhưng những lời chỉ trích đang nổi lên về việc liệu Nga có thể tránh được cuộc tấn công của Ukraine hay ít nhất là chuẩn bị tốt hơn cho điều đó. Tôi đã ở vùng Kursk. Tôi thấy các bãi mìn được trang bị như thế nào, nhưng chúng sẽ không hiệu quả nếu không có quân đội đằng sau. Ai đã lên kế hoạch cho việc này? Ai đã nghĩ về nó? Điều này rất nghiêm trọng. Andrea Gurulev, một nhà lập pháp Nga, thành viên Đảng nước Nga thống nhất của Putin và là cựu phó chỉ huy quân khu phía Nam, cho biết hôm thứ Ba, 13 tháng 8, Gurulev cho rằng không thể nói rằng người Nga không hề hay biết về kế hoạch của Ukraine. Ông nói, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đã nghe nói rằng có các báo cáo về việc đối phương tập trung quân mà không ai đã có phản ứng thích đáng. Theo Gurulev, lực lượng biên giới Nga là những người cuối cùng nhận được thông tin về cuộc tấn công đang diễn ra của Ukraine, khiến họ có rất ít thời gian để hành động. Và ông đã có lời chỉ trích rộng rãi hơn đối với quân đội. Sau khi truyền thông địa phương đưa tin rằng Tư lệnh quân đội Nga Valery Gerasimov đã bị bắt quả tang truyền bá thông tin tích cực, nhưng sai sự thật khi đưa tin về tình hình Kursk vào tuần trước. Không ai thích sự thật trong các báo cáo của chúng tôi. Tất cả mọi người đều muốn nghe rằng mọi thứ đều ổn. Cho đến hôm thứ Ba ngày 6 tháng 8, nhiều người Nga vẫn ngây thơ tin rằng quân đội Putin đã nện cho quân Ukraine tan tành man giáp. Họ cực kỳ ngạc nhiên trước một quân Ukraine có khả năng tiến xa đến 15 km trong ngày đầu tiên và 11 thị trấn của Nga thất thủ. Cho đến nay, con số chính thức được báo cáo với Putin trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia hôm thứ Hai, 12 tháng 8, là 28 thị trấn bị thất thủ. Sergey Maiden, tuyên truyền viên trên TV, người thường được gọi là phát ngôn nhân bán chính thức của Điện Cẩm Linh, thẳng thốt hỏi, làm sao chuyện này lại có thể xảy ra? Khôi hài hơn thế nữa, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko còn khẳng định rằng quân Ukraine đang tấn công vào tỉnh Kursk, chỉ có không quá 300 người, được yểm trợ bởi 4 xe thiết giáp. Ngay sau đó, ông tướng này
lại nói rằng lực lượng Nga đã tiêu diệt 945 quân nhân Ukraine và 102 xe thiết giáp. Người ở đâu ra, xe ở đâu ra mà tiêu diệt nhiều như thế? Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cũng tham gia vào trò tung tin giả khi nói rằng quân Ukraine đang tấn công tỉnh Kursk có không quá 1.000 người. Các kênh Telegram phò Điện Cẩm Linh không giấu được sự ngạc nhiên trước khả năng nói láo của các quan chức Nga. Dmitry từ War Translated, một dự án độc lập chuyên dịch các tài liệu về chiến tranh đã hỏi. Tư lệnh quân đội Valery Gerasimov hôm nọ tuyên bố rằng nhóm lực lượng vũ trang Ukraine vượt qua biên giới chỉ có dưới 1.000 người. Vậy là mọi người đều đã bị giết rồi sao? Vậy thì ai đang kiểm soát các lãnh thổ rộng lớn bị tạm chiếm ở Kursk? Ma à? Báo cáo cho biết Putin giao cựu vệ sĩ phụ trách bảo vệ Kursk. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề, Putin puts former bodyguard in charge of Kursk defense reports. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo một quan chức và nhiều blogger quân sự ủng hộ chiến tranh Nga, Vladimir Putin đã bổ nhiệm Alexei Dyumin, một cựu đặc vụ của Điện Cẩm Linh phụ trách phòng thủ và phản công ở khu vực Kursk, thay thế nhiệm vụ của tư lệnh quân đội Valery Gerasimov, là người mà Putin đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng và lòng trung thành. Nguồn tin của tôi đã xác nhận trước thông tin này. Quả thực, Dyumin đã được mời tới cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia hôm thứ Hai, 12 tháng 8, và ông được chỉ thị giám sát việc tiến hành các hoạt động chống khủng bố. Nhưng nhiệm vụ chính là đánh bại quân đội Ukraine đã xâm chiếm lãnh thổ khu vực Kursk. Nikolai Ivanov, Phó Duma Quốc gia Nga ở khu vực Kursk nói với RTVI hôm thứ Ba. Các báo cáo về việc bổ nhiệm Dyumin, cựu vệ sĩ của Tổng thống Putin và Thống đốc vùng Tula, được đưa ra khi Gerasimov được tường trình, đang bị chỉ trích sau khi đã chủ quan bác bỏ những cảnh báo về tình báo rằng lực lượng Kyiv đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công bằng xe thiết giáp vào Kursk, giáp biên giới với vùng Sumy ở phía đông bắc Ukraine. Bloomberg dẫn một nguồn tin giấu tên thân cận với Điện Cẩm Linh hôm 8 tháng 8 đưa tin các quan chức Điện Cẩm Linh thất vọng với cách giải quyết cuộc chiến của Gerasimov. Các báo cáo tương tự liên quan đến Gerasimov đã lan truyền trên các kênh Telegram của Nga vào tuần trước, khi quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào khu vực Kursk và khi các đoàn xe tiếp viện của Nga bị chúng HIMARS gây ra làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Nga. Ukraine đã phát động cuộc tấn công bằng thiết giáp vào Kursk vào ngày 6 tháng 8 và được cho là đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát hàng trăm dặm vuông lãnh thổ Nga. Trang điều tra Agenvo của Nga cho biết, đến cuối ngày thứ Hai, khu vực hoạt động quân sự ở khu vực Kursk đã vượt xa 1.000 km2. Hàng ngàn cư dân đã được di tản khỏi khu vực nơi Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang. Ban đầu, Nga dự kiến chỉ cần di tản khoảng 76.000 người. Con số này đã nhanh chóng tăng lên hơn 180.000 người sau khi Vyacheslav Gladko, thống đốc khu vực Belgorod của Nga, buộc dân chúng phải di tản khẩn cấp ở một số quận trong tỉnh này. Quân đội Nga cũng đã buộc phải triển khai thêm nguồn lực tới khu vực chuyển hướng nhân lực khỏi cuộc chiến mà nước này bắt đầu ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 8 công bố video cho thấy thiết bị quân sự nước này được di chuyển về phía quận Sozhenky của Kursk, nơi quân Ukraine đã gần như làm chủ hoàn toàn sau 2 ngày giao tranh. Kênh Telegram Nga Ryba do Mikhail Vinchuk, cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Nga thành lập, nói rằng việc bổ nhiệm Dmitry cho thấy rằng các lực lượng an ninh khu vực đã không thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở khu vực Kursk và do đó Mạc Tư Khoa phải trực tiếp nhúng tay vào. Tuần trước, có đồn đoán rằng Putin đã bổ nhiệm Alexander Bortniko, giám đốc cơ quan an ninh liên bang Nga, phụ trách các hoạt động ở khu vực Kursk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 8 đánh giá rằng Putin có thể đã bổ nhiệm Bortniko vì ông này trước đây đã chứng tỏ mình là một nhà quản lý hiệu quả trong các cuộc khủng hoảng đe dọa sự ổn định trong nước của Nga và chế độ Điện Cẩm Linh. Tuy nhiên, có thể Bortniko đang sắp về hưu đã tìm cách thoái thác. Chính trị gia đối lập Mikhail Khodorkovsky cho rằng việc bổ nhiệm Dyumin, một cựu vệ sĩ của Putin không qua một trường võ bị nào, thay thế cho Tổng tư lệnh Valery Gerasimov không khá gì hơn việc bổ nhiệm chuyên gia kinh tế Andriy Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga.
Nó thể hiện một sự cố ý sỉ nhục Gerasimo, mà một Gerasimo phẫn uất về lâu dài có thể sẽ gây hại cho chính Putin. Mikhail Khodorkovsky từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin và thành lập nhóm Open Russia, nghĩa là nước Nga cởi mở, với chủ trương thân phương Tây. Ông bị tịch thu tài sản và bị bỏ tù từ năm 2003, cho đến khi được Putin ân xá vào ngày 20 tháng 12 năm 2013, sau một thập niên tù tội. Ông hiện đang sống lưu vong ở London và thành lập trung tâm Dossier nhằm điều tra các nguồn tài sản của Putin, không do Putin trực tiếp đứng tên, nhưng do các tình nhân của ông ta đứng tên. Zelensky nói hàng trăm binh sĩ Nga đã đầu hàng trong cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Hundreds of Russian soldiers surrendered during Ukraine's incursion of Kursk Oblast, Zelensky says. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Hàng trăm lính Nga đầu hàng trong chiến dịch của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết như trên trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào tối thứ Ba 13 tháng 8. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người lính của chúng tôi đã bổ sung quỹ trao đổi. Nó rất quan trọng đối với đất nước chúng ta, Tổng thống Zelensky nói. Hàng trăm binh sĩ Nga đã đầu hàng và tất cả họ sẽ được đối xử nhân đạo. Họ thậm chí còn không nhận được sự đối xử như vậy trong quân đội Nga của mình. Ông Zelensky nói thêm và nhấn mạnh rằng sĩ quan và binh lính Ukraine luôn tuân thủ mệnh lệnh đối xử tử tế với tù hàng binh địch để thêm bạn bớt thù. Cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk lân cận bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8. Ukraine cho biết họ đã kiểm soát 74 thị trấn trong khu vực. Trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia khẩn cấp ngày thứ Hai 12 tháng 8, Alexei Smirnov, đại diện thống đốc khu vực Kursk, báo cáo với Putin rằng 28 thị trấn của tỉnh Kursk đã lọt vào tay quân Ukraine. Điều này đã khiến nhà độc tài Nga nổi giận. Tuy nhiên, theo các blogger quân sự Nga, tính cho đến thời điểm đó, con số thị trấn và làng mạc lớn hơn nhiều so với con số được Smirnov báo cáo. Trên một mặt trận 40 cây số, quân Ukraine đang tiến công theo 5 hướng khác nhau, hướng ít nhất đánh sâu 12 cây số và hướng xa nhất là 56 cây số tính cho đến hôm thứ Ba 13 tháng 8. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ukraine Hiohi Taiki nói với các phóng viên hôm 13 tháng 8 rằng không giống như Nga, Ukraine không tìm cách chiếm lãnh thổ mà muốn bảo vệ mạng sống của người dân chúng tôi. Taiki cho biết, việc Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk của Nga nhằm mục đích ngăn chặn mạc tư khoa gửi thêm quân tiếp viện tới mặt trận ở Donbass và ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga. Ukraine đào chiến hào ở tỉnh Kursk. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine digs in across Kursk. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Quân đội Ukraine đang đào chiến hào ở tỉnh Kursk trong bối cảnh có những đồn đoán về kế hoạch của Kyiv đối với khu vực của Nga mà nước này đã tiến vào tuần trước và những lo ngại từ các nguồn tin thân mạc tư khoa về phản ứng của Điện Cẩm Linh. Kyiv đã tiết lộ rất ít về ý định của mình sau cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 và đã chứng kiến lực lượng của mình đạt được những thắng lợi nhanh chóng ở khu vực biên giới trong khi mạc tư khoa đang cố gắng đưa ra phản ứng thích hợp. Putin hôm thứ Hai đã ra lệnh cho quân đội của ông phải đánh bật quân Ukraine. Tài khoản X Konstantin, một cựu chiến binh Ukraine cho rằng có máy xúc ở hai bên chiến tuyến đăng hình ảnh về thiết bị, ám chỉ lực lượng Kyiv sẽ hoạt động lâu dài hơn ở Kursk. Trong bài đăng chia sẻ trên kênh Telegram, Svidetely Bayratara, phóng viên quân sự Nga Alexander Kachinko, cho rằng lực lượng Ukraine đang chuẩn bị ở lại khu vực và cho biết
đối phương đang bắt đầu giành được chỗ đứng trên lãnh thổ tổ tiên của chúng ta. Ông nói, một khi đối phương cầm sẻng lên, trong 2 ngày nữa, việc chiếm được các khu rừng sẽ khó khăn như gần Africa. Ông nói, đề cập đến thị trấn ở tỉnh Donetsk của Ukraine, Mạc Tư Khoa phải mất nhiều tháng mới đẩy lùi được lực lượng của Kyiv ở đó, với cái giá là hàng ngàn người thương vong và chỉ sau khi Ukraine hết đạn dược. Для выполнения любых задач. Враг будет разбит, победа будет за нами. Tổng thống Biden nói cuộc tấn công vào Kursk của Ukraine tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự cho Putin. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine's Kursk incursion creates real dilemma for Putin, President Biden says. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên ở New Orleans hôm 13 tháng 8 rằng cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga đã tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự đối với Vladimir Putin. Cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk lân cận bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 và đến ngày 13 tháng 8. Ukraine cho biết họ đã kiểm soát 74 thị trấn trong khu vực. Nó đang tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự cho Putin và chúng tôi đã liên lạc trực tiếp, liên lạc thường xuyên với người Ukraine. Tổng thống Biden nói trong bình luận công khai đầu tiên kể từ khi Kyiv phát động cuộc tấn công. Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói về nó khi nó còn hoạt động. Lúc đầu, các quan chức Mỹ thừa nhận rằng Washington không biết về vụ tấn công của Ukraine cho đến sau khi sự việc xảy ra, nhưng cho biết điều đó phù hợp với chính sách của Mỹ. Theo Phó Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Sabrina Sayce, Ukraine đang thực hiện hành động để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công và hoạt động theo chính sách của Hoa Kỳ về nơi họ có thể vận hành vũ khí, hệ thống và khả năng của chúng tôi. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham và Richard Blumenthal đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với cuộc tấn công của Ukraine, gọi nó là táo bạo và tuyệt vời, đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp. Chính sách hiện tại của Mỹ cấp cho Kyiv quyền hạn chế sử dụng một vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu của Nga gần biên giới nước này. Truyền thông đưa tin Nga cạn kiệt, Belarus sẽ phải chuyển thiết bị quân sự cho Nga trong bối cảnh Ukraine mở cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Belarus to transfer military equipment to Russia amid Ukraine's operation in Kursk, media says. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko đã ra lệnh chuyển một số thiết bị quân sự của Belarus cho quân đội Nga để tăng cường cho cuộc phản công ở tỉnh Kursk và các khu vực khác của tiền tuyến. Hãng tin quốc doanh Belnovosti của Belarus đưa tin hôm thứ Ba 13 tháng 8. Belnovosti cho biết
việc chuyển giao thiết bị quân sự gần đây của Belarus có liên quan đến yêu cầu khẩn cấp từ phía Nga do tổn thất và thiếu thiết bị có thể mở cuộc phản công ở tỉnh Kursk và các khu vực khác. Cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk lân cận bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 và đến ngày 13 tháng 8, Ukraine cho biết họ đã kiểm soát 74 thị trấn trong khu vực. Lukashenko cũng gửi thiết bị tới Nga vào năm 2022 khi nước đồng minh này tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine và gặp khó khăn với kho vũ khí của mình. Theo các nguồn tin của Belnovosti, hiện Belarus cung cấp đạn dược và thiết bị trực tiếp từ các đơn vị chiến đấu chứ không phải từ các nhà kho, cho thấy kho dự trữ của Belarus đang cạn kiệt. Lukashenko trước đó đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện quân sự ở hướng Gomel và Mozyr, bao gồm cả việc đưa hệ thống hỏa tiễn Polonez và tổ hợp hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Iskander tới đó. Về phía Ukraine, khu vực này giáp các tỉnh Kyiv, Zhytomyr và Chernihiv. Hôm thứ Hai 12 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Romo cho biết, Ukraine không phát hiện thêm quân đội Belarus đang được triển khai tới biên giới trong bối cảnh Minsk tuyên bố củng cố biên giới. Chuẩn tướng Oleksiy Romo gọi hành động của Minsk là một động tác giả để gọi là chia lửa với Nga. Ông không loại trừ khả năng Belarus có thể chụp ảnh và quay video để gây ảnh hưởng thông tin. Hồ sơ tòa án cho thấy quân đội Nga đang đào ngũ ngày càng nhiều. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russian Army Desertions are Surging, Court Records Indicate. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Theo các phương tiện truyền thông độc lập của Nga, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024, các tòa án Nga đã nhận được nhiều trường hợp binh sĩ bị buộc tội rời khỏi đơn vị của họ mà không được phép trong năm 2024 so với số lượng được ghi danh trong cả năm 2023. Hãng truyền thông đối lập Media Zona của Nga đưa tin hôm thứ Ba 13 tháng 8 rằng kể từ đầu năm nay, các tòa án Nga đã tiếp nhận 5.204 trường hợp quân nhân bị cáo buộc rời bỏ nhiệm vụ mà không được phép. Theo cơ quan này, trong suốt năm 2023, các tòa án đã ghi nhận 5.096 trường hợp. Kể từ những tháng đầu của cuộc chiến kéo dài gần 2 năm rưỡi ở Ukraine, đã có báo cáo về tỷ lệ đào ngũ và binh lính rời bỏ vị trí của họ ở mức cao. Chiến thuật biển người gây thương vong nặng nề của Nga khi mặt tư khoa tiến chậm nhưng đều đặn về phía Tây đã thu hút sự chú ý đặc biệt đến tinh thần trong hàng ngũ quân đội Nga. Đầu tháng 4 năm 2023, chính phủ Anh cho biết số thương vong cao của Nga trên chiến trường miền đông Ukraine có liên quan đến việc lạm dụng rượu phổ biến trong số các chiến binh được triển khai của mặt tư khoa. Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba cho biết quân đội bị buộc phải ứng biến các nỗ lực lọc, sử dụng các vũng nước động để đáp ứng nhu cầu nước hàng ngày. Bộ Anh cho biết thêm, tình trạng thiếu nước uống có nghĩa là các lực lượng Nga có thể phải đối mặt với tình trạng mất nước và dịch bệnh lây lan qua đường nước tăng đột biến, chưa kể tinh thần xuống thấp và cảm giác của họ về khả năng chiến đấu của họ. Chính phủ Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận qua email của Newsweek. Vào cuối tháng 4, cơ quan tình báo quân sự Ukraine hay GUR cho biết, tình trạng đào ngũ đặc biệt rõ ràng ở các lực lượng ở quân khu phía Nam của Nga, bao gồm các khu vực phía Tây Nam nước Nga. Vào thời điểm đó, GUR cho biết hơn 18.000 binh sĩ Nga đã rời khỏi quân ngũ tại các đơn vị chiến đấu mà không được phép. Hầu hết những chiến binh này đang phục vụ trong quân đoàn vũ trang tổng hợp số 8 của Nga, là lực lượng đã trải qua nhiều cuộc đụng độ đẫm máu ở miền đông Ukraine từ lâu. Các công ty quân sự tư nhân thường được phương Tây gọi là tổ chức lính đánh thuê và các đơn vị StormZ được mô tả là đơn vị bao gồm các tù hình sự ở mức độ đào ngũ cao nhất. Tờ báo độc lập của Nga The Insider đưa tin vào cuối tháng 5, mặt tư khoa đã dựa vào những chiến binh này
trong một số cuộc giao tranh đẫm máu nhất ở những khu vực khốc liệt nhất trên tiền tuyến ở Ukraine. Hơn 10.000 quân nhân Nga đã bị truy tố vì từ chối phục vụ, bao gồm cả việc không tuân thủ mệnh lệnh, AWOL hoặc đào ngũ kể từ tháng 9 năm 2022. Media Zona đưa tin vào giữa tháng 6, chính quyền Nga tuyên bố huy động một phần quân dự bị vào tháng 9 năm 2022. Các cựu tù nhân, tình nguyện viên và nhân viên bị gọi nhập ngũ chiếm tỷ lệ cao trong số các tay súng Nga thiệt mạng ở Ukraine, theo số liệu thống kê thiệt hại đã được xác nhận của Media Zona. Các nhà phân tích cho rằng Nga có thể biến nhà máy hạt nhân Zaporizhia thành quả bom bẩn. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia could make Zaporizhia nuclear plant dirty bomb. Analyst, xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, gọi tắt là ZNPP, bị Nga tạm chiếm hôm Chủ nhật đã làm dấy lên lo ngại trong giới phân tích rằng Nga có thể sử dụng địa điểm này như một quả bom bẩn trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine. Hôm thứ Ba 13 tháng 8, hai ngày sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Âu Châu, tổ chức nghiên cứu của Anh, Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, gọi tắt là RUSI, đã tái phân tích các sự kiện từ tháng 9 năm 2023. Cơ quan này nhấn mạnh những rủi ro đối với ZNPP không chỉ liên quan đến mối đe dọa phá hoại của Nga, mà còn dẫn đến sự xuống cấp dần dần của cơ sở trong điều kiện vận hành khắc nghiệt hiện nay. ZNPP đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ đầu tháng 3 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine của Putin bắt đầu, và 6 lò phản ứng của họ đã ở chế độ ngừng hoạt động kể từ tháng 9 năm 2022. Một đường dây điện còn lại của ZNPP đang cung cấp lượng điện cần thiết để ngăn chặn sự tan chảy của lò phản ứng. Khi ZNPP bị lực lượng Nga chiếm giữ vào tháng 3 năm 2022, đã có mối lo ngại rộng rãi về thảm họa hạt nhân tiềm ẩn tại nhà máy khi lực lượng Ukraine và Nga đụng độ trong khu vực. Cả Ukraine và Nga đều cáo buộc lực lượng của nhau tấn công nhà máy. Nguyên nhân của vụ cháy ngày Chủ nhật vẫn chưa rõ ràng. Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Rosatom của Nga cho biết một trong những tháp làm mát của nhà máy được thiết kế để làm mát các lò phản ứng hạt nhân đã bốc cháy. Cả Ukraine và Nga đều không báo cáo các dấu hiệu về mức phóng xạ tăng cao sau vụ hỏa hoạn, và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc cho biết không có báo cáo về tác động nào đối với an toàn hạt nhân. RUSI cho biết trong bài phân tích vào tháng 9 năm 2023 rằng khả năng ZNPP được sử dụng như một quả bom bẩn khổng lồ không thể và không nên loại trừ, trong khi cơ sở này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng xâm lược của Nga. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh định nghĩa bom bẩn là hỗn hợp chất nổ, chẳng hạn như thuốc nổ và bột hoặc viên phóng xạ, khiến chất phóng xạ bị phân tán ra khu vực xung quanh khi phát nổ. RUSI cho biết, mạc từ khóa có thể quyết định cố ý gây ra trục trặc cho các hệ thống an toàn quan trọng hoặc tấn công các bộ phận của cơ sở để giải phóng chất phóng xạ ra các khu vực xung quanh. Thực tế là cơ sở này nằm ở tuyến đầu của một cuộc xung đột quân sự và đang hoạt động trong tình trạng căng thẳng đặc biệt. Đối với các hệ thống vận hành quan trọng, cụ thể là cung cấp điện và nước, cũng như đối với nhân viên người Ukraine, là những người đã phải đối mặt với sự quấy rối và đang làm việc trong vùng chiến sự đang hoạt động, cũng có nghĩa là Nga sẽ tương đối dễ dàng coi một sự việc có chủ ý là một tai nạn không có lỗi, hoặc đổ lỗi cho quân đội hoặc nhân viên Ukraine, tổ chức nghiên cứu đánh giá. RUSI nói thêm rằng, hoạt động quân sự đang diễn ra ở khu vực lân cận cơ sở làm tăng khả năng các hệ thống và thiết bị quan trọng tại nhà máy có thể bị hư hỏng trong một cuộc tấn công. Theo Rosatom,
Đám cháy đã được dập tắt vào lúc 23 giờ 30 Chủ nhật theo giờ địa phương. Ukraine và Nga cáo buộc nhau châm ngòi vụ nổ súng. Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Nga đã bắt đầu khai hỏa tại nhà máy hạt nhân ở miền nam Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba rằng chính quyền Nga đang cố gắng sử dụng vụ hỏa hoạn này để làm mất uy tín của Ukraine trước cộng đồng quốc tế và miêu tả sai rằng Nga là nhà điều hành an toàn duy nhất của ZNPP. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.